tiếp tục Lily làm bánh mì 15 k. Chị mua em bán gì đâu, thấy không? Địa chỉ hay quay với chị Mai là 189 Phạm Văn Thứ nha cô chú, phường 4 quận 6, cũng như là khu B Trần Bình Tiên và 46 Trần Quý, phường 6 quận 11. Nhỏ luôn anh ơi. Nhỏ luôn. Tiền chẳng không có ai ổn cơ tới hai ổn mì. Bánh mì heo quay của gì Chị Mai 15k một hộ, bình dân lắm, bình dân đây á, đó hộ rẻ của anh hai ạ. Dạ em nghe này, 15 ngàn nói không? Một ký không chặt, ba ổ mì luôn. Mới vừa nghe Lily nói là tháng được là 2 cây vàng. Lily tiết lộ là bán trà sữa một tháng được 2 cây vàng. Tiền vàng đi khỏi là. Giá 30. Bán đồ bảo bán rồi đó, mọi người ra bán đi mọi người. Chưa kịp chỉnh nói là chặt xong rồi, chặt nhanh quá trời, chưa kịp chỉnh nói nữa, nhanh như chớp, nhanh như chớp. Không,
3 giờ rưỡi chị. Má ơi chị gái ơi. Thấy chị nghe là buổi chiều vẫn nữa, buổi chiều rồi đó. Đức đặc biệt là không không chịu được loại nước mắm đúng không? Cái này nước mắm. Có khách vô chặt 5 kg xong đó là quay đã rồi đi luôn à. Bữa nay trà sữa có thay đổi món thêm món gì nữa chưa Lily? Lily, trà sữa hôm nay có thêm món gì nữa không? Vẫn vậy hả? Đâu cần ai uống nhiều, chị nghe với chị thấy bữa nào cũng ra là đủ mối rồi. Sữa giảm cân. Nghe không chị nghe? Nha. Uống trà sữa có giảm cân không? Đâu có đi uống đó. Hả? Nghe chị nghe đây nè, đại gia chợ Bình Tiên. Đơn giản vậy thôi, thấy vậy thôi. Ghê không, nhà có thang máy đi là biết là như thế nào rồi. Máy cho em tên à. Thường nãy chọc chị nghe hoài. 30 không chưa leo. 30 không chưa leo. Thấy ngon không chị ơi? Ngon ngon. 2 miếng. Làm lạc không có tiền hả? Hãy subscribe.
giao nó không có bán lắm. Thì không biết tiếp giao. Như thế ngày nào là con cũng chú mài dao tới mài hai ba ngày mà lần à hai ba ngày hả? Lily chặt heo quay bánh mì xong rồi bắt đầu là dọn dẹp. Thương quá à. Dì Mai cái cắt lương chưa? Lily, dì Mai cái cắt lương không? Hả? Cắt lương á, giỏm lương á. Giả được. À, ngày xưa là làm nguyên ngày, bây giờ làm cái buổi thôi. Ừ. Giảm lương chứ. Có đâu mẹ tôi muốn chết luôn. À. Làm nhiều cũng trả nhiêu đó. Làm nhiều cũng trả nhiêu đó à. À hiểu hiểu. Này. Thấy dữ chưa? À, quá dữ. Bánh mì. Trang đầy đủ rồi.